Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp cho những người yếu thế trong xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chương trình Tết Nhân Ái, qua đó đã nhận được sự đồng hành, đóng góp, sẻ chia của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đón nhận những phần quà tại chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn 2024 do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức, các gia đình được hỗ trợ không giấu nổi xúc động. Những món quà giá trị tuy không lớn nhưng chứa đựng những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp để giúp những hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết vui tươi, đầm ấm hơn. Đại diện cho tất cả những bà con khó khăn, cảm ơn tất cả các ban ngành của ngân hàng cũng đã gửi gấm tình thương cho những người khó khăn như chúng tôi. Cái chương trình ấm tình mùa xuân năm 2024 là một cái chương trình thường niên và năm nay là năm thứ 21 và Sacombank liên tục tổ chức. Toàn quốc thì Sacombank đã dành ra cái khoản ngân sách là 8 tỷ rưỡi và tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và chúng tôi dành ra là 230 triệu và đưa đến 7 điểm mà Sacombank Đắk Lắk đang có mặt và hoạt động tại địa phương. Tết Nhân Ái được kế thừa từ phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999, nhằm tiếp tục huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để trợ giúp vật chất, tinh thần, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết. Tết Nhân Ái, Xuân Giáp Thìn 2024, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk đã vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm gần 25.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng để trao tặng các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến với Tết Nhân Ái, người dân không chỉ được nhận quà, hàng hóa thiết yếu mà còn được tham gia nhiều hoạt động như viết thư pháp, gói bánh chưng, chụp hình lưu niệm và có hoạt động văn hóa văn nghệ tạo không gian Tết rộn ràng, ý nghĩa, tràn đầy yêu thương. Cái Tết Nhân Ái này là cái mà phải khẳng định rằng đây là thể hiện cái truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam về đạo lý, đó là sự sẻ chia, sự đồng cảm, lá lành, đùm lá rách. Cơ bản là con người giữa tình người với nhau. Và thấy khó khăn, hoạn nạn thì mọi người đều chung tay giúp đỡ. Đấy là cái điều mà tất cả thuộc về truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Và nhất là đối với dịp Tết đến xuân về này. Dịp Tết Nguyên Đán, tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, càng được phát huy mạnh mẽ và lan tỏa trong cộng đồng. Những món quà Tết, gửi gắm yêu thương được các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chia sẻ với mong muốn người nghèo có một cái Tết đầm ấm, tràn đầy niềm vui.